Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Exim Bank được niêm yết mua vào 71 triệu đồng một lượng, bán ra 74 triệu đồng một lượng, giảm 5,5 triệu đồng so với sáng 28 tháng 12. Còn nếu so với 24 giờ trước đó thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã bốc hơi 7,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 5,8 triệu đồng ở chiều bán ra. Tương tự, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng giảm xuống với mức giá 71 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 74 triệu đồng một lượng, giảm 3,5 triệu đồng so với cuối ngày 28 tháng 12. Còn nếu so với 24 giờ trước đó thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã bốc hơi 7,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 5,8 triệu đồng ở chiều bán ra. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC hiện được duy trì ở mức 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.068,4 đô la Mỹ một ounce, giảm 14 đô la Mỹ so với sáng 28 tháng 12. Dù vậy, đây vẫn là đỉnh cao trong gần một tháng qua của kim loại quý. Chỉ số đô la Mỹ Index tăng nhẹ trở lại sau khi chạm đáy 5 tháng và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng rút khỏi mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 và đẩy giá vàng đi xuống. Theo Reuters, trên thị trường vật chất, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông đã tăng khoảng 37% trong tháng 11 so với tháng 10, lên 36.801 tấn, tương đương tăng 118,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhà phân tích Giovanni Staudovo của UBS cho biết họ kỳ vọng giá vàng sẽ cao hơn trong 12 tháng tới, với dữ liệu kinh tế yếu hơn và lạm phát thấp hơn ở Mỹ, buộc Cục Dự trữ Liên bang Fed phải hạ lãi suất. Số liệu mới công bố về số đơn đăng ký trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng trong tuần trước cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt trong quý tư năm 2023. Theo công cụ CME Group, nhà đầu tư đang cược có 88% xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 3 năm 2024.